Và bây giờ, vấn đề của Trung Đông, thì các quý vị cũng biết đó, thì cái tin rò rỉ của ngày hôm nay theo nhiều thông tin tình báo cho biết đó, là Iran sẽ tấn công trả đũa do Thái với một quy mô lớn, mà cái số lượng đó là 1.500 quả tiễn và cả luôn 1.000 chiếc máy bay không người lái. Tất nhiên là tin đồn mà, là cái bản tin nó chưa được hoàn toàn xác thực, nhưng tất nhiên cái tin đồn này nó cũng dấy lên cái sự lo lắng. Các quý vị cũng biết là cái không phận của Iran đã đóng và tất cả chuyến bay đến Do Thái cũng đã ngừng. Và cái tin đồn ngày hôm nay được loan tả ngay lập tức thì Tổng thống Pháp đã lên tiếng. Tổng thống Pháp đã kêu gọi tất cả người công dân Pháp ở hai quốc gia Do Thái và Iran hãy làm ơn rời khỏi đất nước này ngay lập tức, bằng hình thức này hay bằng hình thức khác. Không có máy bay thì các quý vị đi bằng xe hơi, không đi xe hơi thì đi phà, không đi phà đi bằng xe lửa hay đi bằng phương tiện nào đó, đi bộ cũng được, phải đi. Có nghĩa là hiện bây giờ chính phủ Pháp, Tổng thống Macron cho rằng tình trạng của hai quốc gia này có thể trực tiếp bước vào cuộc chiến tranh trong những ngày kế tiếp, đặc biệt là cuộc tấn công bằng quả tiễn với quy mô lớn. Trong Nguyên nói rằng là Do Thái họ không chỉ có phòng thủ, Do Thái đã nói mà, chúng tôi phòng thủ và chúng tôi đáp trả. Chúng tôi phòng thủ và chúng tôi đáp trả. Khi lúc đó đó, hiện bây giờ cái vấn đề này nó không rõ. Pháp thì khẳng định là Pháp lo rồi, thì chắc là cái sự lo lắng của Tổng thống Pháp và người Pháp của Nguyên đó, thì họ hay lo xa, hay là họ nhát chết thì sao cũng được các quý vị. Các quý vị muốn nói sao cũng được. Nhưng mà Tổng thống Pháp Nguyên thì ổng lo xa, nên là ổng đã kêu gọi công dân của ổng rời đi. Đó. Khi lúc đó thì có những quốc gia khác thì đang đổ dầu vào lửa. Trong đó không ai xa lạ là Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày hôm nay thì lãnh sự quán của Thổ Nhĩ Kỳ ở tại Do Thái đã bị triệu hồi. Nguyên nhân và lý do là bởi vì cái lãnh sự quán đã treo cái lá cờ rủ để chia buồn sự ra đi của ông trùm Hamas, mà muốn lên án phản bác cái hành động của Do Thái vừa qua. Và không phải chỉ có một quốc gia đã chiêu kèo rủ, không phải một quốc gia đã chiêu kèo rủ và nhiều quốc gia khác. Hiện bây giờ cái tình trạng ở tại Trung Đông nó quá phức tạp các quý vị, vì nó liên lụy đến quá nhiều quốc gia chứ không phải là vài quốc gia mà chúng ta đều biết. Đặc biệt là cái người lo lắng nhất ngày hôm nay là người ta lo nhất là ông Thổ Nhĩ Kỳ, ông can thiệp vào. Tất nhiên ông can thiệp ở đây không có nghĩa là ông đứng ra làm cái hòa giải hòa bình trung lập, mà ông nghiêng về phía Iran. Cái điều đó là cái điều người ta lo lắng. Khi lúc đó ông nằm trong đồng minh liên minh NATO và người ta khó thể nào đối phó với ông được. Iran thì dễ đối phó, nhưng vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ thì khó khăn đối phó vô cùng. Đó là hiện bây giờ cái vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ đã có cho rằng là cái sự việc vừa qua không thể tha thứ được. Và họ đã treo cái lá cờ rủ xuống, đó là cái để cho họ đưa ra một cái bằng chứng phản bác Do Thái một cách kịch liệt. Trung Đông trong những ngày kế tiếp chuyện gì xảy ra thì các quý vị sẽ cùng Nguyên tìm hiểu. Hiện bây giờ hai bên, hai quốc gia đang căng thẳng vô cùng, đã chuẩn bị sẵn sàng hết. Có cái mồi lửa hay không thì chúng ta sẽ biết trong những ngày kế tiếp. Hiện bây giờ thì vẫn chưa thấy bất cứ một cái dấu hiệu nào. Có một cái là thông tin cả thế giới nó đưa liền, giây phút nào nó cũng đưa hết. Thì nếu thực tế là có những sự việc lớn nổi bật, trừ khi cái tình trạng sức khỏe của Nguyên nó không được tốt, hay là trong một cái giai đoạn mà bị mê hồn trận, yêu nhìn nhện nó quấn mà Nguyên không có biết được thì Nguyên sẽ không chia sẻ thôi. Còn nếu bình thường, dù bất cứ giờ nào mà thông tin nóng mà hot mà hấp dẫn thì Nguyên sẽ chia sẻ với các quý vị. Và mỗi lần Nguyên chia sẻ như vậy đó thì Nguyên sẽ để một cái tựa đề là tin đặc biệt. Tin đặc biệt các quý vị, tin đặc biệt. À, còn bị yêu nhìn nhện nó quấn thì không cách nào biết được các quý vị, lúc đó là bị mê hồn trận rồi, lúc đó là Nguyên không có đưa tin được. Các quý vị cũng thông cảm cho Nguyên, lâu lâu bị quấn một lần, nó quấn là không biết được. Đó, đó, trừ khi trường hợp đó thôi, còn nếu không thì Nguyên không thấy có một cái lý do gì mà Nguyên không chia sẻ các quý vị những bản tin hot nhất nếu sự kiện nổi bật mới vừa xảy ra cả. Lâu các quý vị cũng phải thông cảm. À, đây là bản tin liên quan đến Trung Đông. Và bây giờ thì cho Nguyên chuyển sang qua bản tin liên quan đến Hoa Kỳ mà Nguyên muốn cập nhật cho các quý vị. À, nói Hoa Kỳ thì chúng ta bắt buộc phải nói bác Trump rồi đúng không? Bác Trump là bắt buộc phải nói rồi. À, nói về bác Trump, bác sướng thôi, cuộc đời bác Trump bác sướng.
Thứ nhất, gia đình bác Trump đẻ ra là đại gia rồi. Đời ba của bác Trump đã đại gia rồi. Đó. Sau này bác Trump là đã có một cái vốn liếng của gia đình. Vốn liếng, cái vốn liếng đây nó không phải là tiền bạc, mà là cái kiến thức. Các vị biết là người giàu đó, họ có một cái kiến thức làm giàu và họ dạy truyền đạt lại con của họ. Họ có kiến thức là hay. Sau đó thì bác Trump đã trở thành một người bảnh bao, đẹp trai, học giỏi. Đúng không? Vừa có tiền vừa bảnh bao đẹp trai. Sao mà không có nhiều đào, không có nhiều cố. Đó. Rồi trở thành một nhà tỷ phú, rồi làm trong vấn đề mà showbiz. Đó. Rồi tiếp xúc toàn là hoa hậu. Ổng tổ chức là mấy hoa hậu không à. Mấy em là chân dài tới nách không à. Chứ đâu phải giống như Nguyên là mấy em là lông nách chạy tới chân đâu. Đó. Nên là tính ra cuộc đời của bác Trump là bác hưởng, bác số hướng, bác xuống đó. Và cuối đời bác còn làm tổng thống nữa. Quyền cao chức trọng. Quyền cao chức trọng nữa. Đó. Nên là nói bác Trump là lại có nhiều người hâm mộ. Là đúng rồi. Đó là ước mơ của đàn ông mà. Có nhiều người hâm mộ bác Trump là ước mơ của đàn ông và cũng là ước mơ của nhiều người phụ nữ. Được có một cái người chồng mà vừa đẹp trai, vừa tài giỏi và vừa có tiền. Đó, cái điều đó là cái điều có nhiều người người ta hâm mộ bác Trump trong nhiều cái lĩnh vực này mà. Nói về bác Trump thì ngày hôm nay á, thì người ta mới nói về cái sức khỏe. Thì các vị cũng biết là bác Trump cũng không không hề nhỏ tuổi. Không hề nhỏ tuổi. Nhỏ hơn bác Joe chỉ có vài tuổi, khi hiện bây giờ là bác Joe bị người ta ép từ chức. Nguyên phải dùng một câu chính xác là bác Joe đã bị ép từ chức vì sức khỏe của bác Joe có vấn đề. Thì người ta mới hỏi là Trump, bác Trump à, nếu bác Trump làm tổng thống trong tương lai và sức khỏe không tốt thì ông nghĩ sao? Bác Trump nói rằng là tôi sẽ tự động từ chức nếu tình trạng sức khỏe của tôi xấu đi. Dù ở trong một cái bối cảnh gì hết, tôi sẽ nhường lại cái chức vụ này cho người khác làm tốt hơn tôi. Tôi sẽ không để cho người ta đuổi tôi đâu. Tôi tự động tôi từ chức. Tôi không để cho người ta ép tôi đâu. À, bác Trump, cái câu nói của bác Trump nó còn thêm một cái lưỡi câu móc vào bác Joe thêm một cái nữa. Bác Trump mới chịu. Bác Trump nhà ta là khoái chiêu chọc người khác. Chắc quý vị cũng biết cách ăn nói của bác Trump. Lúc nào cũng chiêu chọc hết. Nói câu nào cũng thả cái lưỡi câu hết. Rồi phải móc một cái mới được. Phải móc một cái mới được. Tôi không để người ta ép tôi từ chức đâu. Tôi tự động tôi từ chức. Tôi có ý thức cái điều đó. Tôi mà sức khỏe không tốt thì tôi từ chức. Đấy. Thì đây là cái lời phát biểu của ngày hôm nay được nhiều báo chí cũng chia sẻ một cách rầm rộ. Nói về bầu cử của tại Mỹ thì chúng ta biết đối thủ của bác Trump là ai rồi, là chính thức rồi, nó không có cái gì thay đổi nữa, đó là bà phó tổng thống. Bà phó tổng thống, tuy rằng về bề mặt đó thì người ta cho rằng là bà phó tổng thống cái cơ hội thắng đó, nó rất là ít, nhưng đừng khi dễ lấy đi nha các quý vị, đừng khi dễ phụ nữ ngày hôm nay. Trong Nguyên nói phụ nữ ngày hôm nay là rất là tài ba và họ có đủ khả năng nhiều thứ. Đây là cái thời mà kêu mà của thời huy hoàng của phụ nữ. Các vị cũng thấy bây giờ những nhà lãnh tụ trên thế giới là phần lớn là phụ nữ nhiều lắm, càng ngày càng nhiều. Đó. Điển hình không ai xa lạ, ở Đan Mạch của Nguyên ở đây, ở Đan Mạch của Nguyên ở đây. Ở bên Pháp của Nguyên có lộn không phải, mà tổng thống Pháp của Nguyên cũng giống như phụ nữ, là cho là phụ nữ luôn tại bởi vì liên quan đến tổng thống Pháp của Nguyên có nhiều tin đồn lắm. Có nhiều tin đồn về tổng thống Pháp của Nguyên lắm. Đó, về cái giới tính của tổng thống Pháp của Nguyên, người ta cỡ này nó tin đồn dữ lắm. Đó, thôi, mình nói vui vậy thôi, chứ mình mất công nói không được. Vì nói mà không người ta nói Nguyên là nói xấu tổng thống của Pháp nữa, kỳ lắm. Nguyên nói là tin đồn nó nhiều lắm. Nên nói chung là cỡ này phụ nữ nó được, phụ nữ đang lên rất là nhiều. Mà phụ nam chúng ta thì đang tụt xuống. Cái điều đó là điều đáng buồn. Quyền lực của chúng ta càng ngày nó càng giảm. Điển hình như ngày xưa đàn ông của chúng ta đó nha. Một cái thời huy hoàng trong quá khứ, Nguyên phải dùng nó là trong quá khứ, mà mấy cái tổ tiên của chúng ta được sung sướng đó, cái thời mà năm thê bảy thiếp, wow, đúng không? Các quý vị còn nhớ cái thời đó không? Đó, có nhớ cái thời đó không? Thời huy hoàng đó không? Nhưng đó là quá khứ rồi nha, đó là quá khứ. Bây giờ phụ nữ, ê anh cứ muốn cái gì ly dị tôi cặp ông khác nha, tôi là bây giờ không biết bao nhiêu ông đó anh à. Cái thời đó chúng ta để cho các cái vị biết là quyền lực đã thay đổi, thế giới nó đã thay đổi, thế giới nó đã tiến bộ, nó không còn cổ lũ sĩ, nó không còn phân biệt nam và nữ nữa, và người phụ nữ họ có đủ khả năng cạnh tranh trực tiếp với chúng ta và họ còn là đối thủ nặng ký hơn chúng ta nhiều. Đừng đánh giá thấp phụ nữ trong vấn đề
mọi vấn đề, chứ đừng nói là một vấn đề, mọi vấn đề, mọi vấn đề, mọi vấn đề. Nó là cái điều này để chúng ta thấy rõ được là cái vấn đề trong bầu cử ở Mỹ đó, nói một cách vui cười như thực tế nó khá là phức tạp các quý vị ạ. Đối với Nguyên á, tuy rằng á, trong một cái khía cạnh khác đó, Nguyên không biết lý do mà nguyên nhân nào mà phía bên đảng Dân Chủ đó họ tin rằng mà phó tổng thống sẽ tạo ra cái thành tích và sẽ thắng bác Trump. Cái điều này thì Nguyên thực tế là Nguyên cũng khó tin lắm, nói thực tế là Nguyên khó tin lắm. Mà Nguyên cũng không biết là đảng Dân Chủ họ có một cái âm mưu nào hay không thì Nguyên không rõ, nhưng mà đối với Nguyên khó lắm, khó thể nào lắm, khó thể nào lắm. Nhưng mà tại sao họ không đại diện người khác mà chọn bà phó tổng thống là một cái điều rất là lạ kỳ. Cái lạ kỳ hơn nữa là trong một cái giai đoạn mà chính trị thế giới phức tạp, mà giữa mang giao giữa Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ, NATO đang rạn nứt, thì tự anh trao đổi con tin với một quy mô lớn nhất chưa bao giờ có sau gần 80 năm. Thì cái điều đó là cái điều mà người ta cũng không hiểu luôn. Trong cái giai đoạn này thì bỗng nhiên vấn đề trao đổi con tin để lấy điểm cho đảng Dân Chủ, đặc biệt là do cái sự ngoại giao với thời của Tổng thống Joe Biden, các quý vị, thì đã làm cho bà phó tổng thống lót đường cho bà một cách tốt đẹp hơn, để cho rằng là cái sự trao đổi con tin và cứu được người dân Mỹ là nhờ sự nỗ lực ngoại giao của phía bên chính quyền Joe Biden và bà phó tổng thống Kamala Harris. Thì đây cũng là một vấn đề. Ngoài ra cái vấn đề đó thì vấn đề Mỹ và đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, cái đường lối của hai bên, thì hiện bây giờ phía bên tổng thống Donald Trump á, đang muốn đánh một cái lá bài cược liên quan đến Ukraine. Thì các quý vị cũng biết đó, là phía bên đảng Dân Chủ là họ giúp đỡ Ukraine rất là nhiều. Còn phía bên đảng Cộng Hòa, đặc biệt là cái đường lối chính trị của bác Trump á, thì lo nội bộ trong đất nước nhiều hơn vấn đề của nước ngoài. Và gần đây nhất thì phía bên bác Trump mới đưa ra một cái gián cược rằng là sẽ chuẩn bị cho cái quỹ ủng hộ Ukraine 500 tỷ Mỹ Kim nếu bác Trump quay trở lại tòa Bạch Ốc. 500 tỷ Mỹ Kim. Bác Trump mà quay trở lại tòa Bạch Ốc sẽ ký tấm sách 500 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine. Đây tất nhiên là chưa biết thật hay giả, đây chỉ là trong một cái bối cảnh và nhiều người đang tìm những cái lá phiếu của cử tri. Và tại Hoa Kỳ thì có rất là nhiều người cũng ủng hộ về vấn đề yểm trợ cho Ukraine. Thì hiện giờ bên nào cũng đang muốn tìm tối đa hết lá phiếu cử tri để làm sao đảng của mình thắng cử, người đại diện của mình sẽ thắng tổng thống vào tháng 11 sắp tới này. Đây là bản tin liên quan đến Hoa Kỳ mà Nguyên muốn chia sẻ cùng các quý vị. Và bây giờ chúng ta chuyển sang qua bản tin của Việt Nam. Bản tin Việt Nam, đặc biệt là Việt Nam và Ấn Độ trước. Sau khi cái chuyến đi của Thủ tướng Phạm Minh Chính, thì ngoài cái sự đầu tư của Ấn Độ vào Việt Nam, thì nó có một cái chuyện lạ khác. Một chuyện lạ khác, đó là Ấn Độ và Việt Nam sẽ bắt tay để khai thác dầu hỏa ở tại Biển Đông. Wow, cái này không chuyện nhỏ nghe các quý vị. Cái này là chuyện lớn. Thực tế là Việt Nam đã bắt tay với nhiều quốc gia mà lần nào cũng bị thất bại hết vì sự áp lực của Trung Quốc. Đợt trước Việt Nam bắt tay với Italy và cuối cùng phải bồi thường cho Ý tới mấy tỷ Mỹ Kim vì cái hợp đồng không thể xây dựng được. Và Việt Nam phải bắt buộc cái công trình để khai thác dầu hỏa ở tại Biển Đông đó là bị bế tắc vì Trung Quốc không cho phép. Việt Nam có khai thác dầu hỏa với Nhật Bản, với Nga. Nhưng mà cái mỏ dầu đó nó không tạo ra cái lợi nhuận. Vì Việt Nam cho rằng là cái đầu tư của nước ngoài nó nhiều hơn của người Việt. Mà gần đây thì Việt Nam, ngày xưa thì Việt Nam lợi dụng cái sự ban giao của Nga để Nga làm áp lực cho Trung Quốc và để cho Việt Nam có thể tiếp tục khai thác dầu hỏa. Nhưng cái bối cảnh kinh tế ngày hôm nay, chính trị ngày hôm nay, Nga đã lệ thuộc về Trung Quốc. Nga không còn tiếng nói với Trung Quốc nữa. Bây giờ Việt Nam chúng ta bắt tay với Ấn Độ. Mà giữa Ấn Độ và Trung Quốc thì chúng ta biết đều có sự tranh chấp. Mà Nguyên không biết tại sao ông Modi ông dám làm điều đó. Ông biết là cái vấn đề Biển Đông là cái vấn đề nó khá là phức tạp. Khai thác ở Biển Đông thì Trung Quốc không bao giờ chấp nhận. Nhưng mà vấn đề giữa trong tương lai, Ấn Độ và Việt Nam đang bàn thảo đưa ra một cái kế hoạch thao khai thác chung tài nguyên chúng ta có ở Biển Đông trên cái đặc quyền của Việt Nam chúng ta, chủ quyền 200 hải lý,
Chỉ điều là chúng ta thiếu công nghệ, chúng ta thiếu đầu tư tiền bạc. Thì Ấn Độ họ có cái điều đó, Ấn Độ họ có cái điều đó. Nên là đặc biệt là trong một cái giai đoạn mà căng thẳng, Việt Nam không còn dựa dẫm được Nga để bảo vệ vấn đề Biển Đông, thì Việt Nam chúng ta để quay lưng để dựa vào Ấn Độ. Đấy, hấp dẫn đúng không? Tin đầu tiên là Nguyên thấy là tin là tình trạng ở Biển Đông trong những, Nguyên nghĩ là trong những năm kế tiếp nó sẽ có nhiều sóng gió đây. Nhiều sóng gió. Ngoài ra thì lần đầu tiên giữa Philippines và Nhật Bản đã tập trận. Philippines và Nhật Bản đã tập trận lần đầu tiên. Khi cái tình trạng chung Biển Đông đã bắt đầu nguy hiểm, cả thế giới đang sôi động, thì người ta sợ trong thời gian ngắn đây thôi, Tập Cận Bình sẽ có những cái hành động nào đó. Đặc biệt là gần đây thì vấn đề mà an ninh với vấn đề quốc phòng thì đang thay đổi nhân sự rất là nhiều, đang thay đổi không ngừng nhân sự. Và người ta tình nghi là Tập Cận Bình đang chuẩn bị đưa ra một cái kế hoạch động trời ở khu vực Á Châu. Và Tập Cận Bình phải cần thay thế những cái người thân cận của mình vào những vị trí quan trọng. Và hiện bây giờ thì người ta đang lo lắng cái điều đó. Khi lúc đó những cái gần đây nhất, cách đây vào tháng vừa qua, ngày 23 Tây, thì Trung Quốc đã mô phỏng cái cuộc tập trận tấn công vào Đài Loan như thế nào. Và cái tình trạng nó thường xuyên xảy ra chứ không phải là một lần, thường xuyên xảy ra. Nên là bây giờ vấn đề Biển Đông nó đang vô cùng sôi động. Thì lần đầu tiên giữa Philippines và Nhật Bản sẽ đối tác cùng nhau tập trận chung. Khi lúc đó Việt Nam mình cũng có tham gia. Ngày hôm qua Nguyên có chia sẻ. Tuy rằng với tham gia với một cái quy mô nhỏ, một chiếc tàu cảnh sát tuần tra mà thôi, nhưng mà cũng có tham gia. Việt Nam cũng có tham gia. Và Việt Nam còn đang xem xét trong những ngày kế tiếp sẽ hợp tác với Philippines để mà tuần tra nhiều hơn trong những ngày kế tiếp. Chuyện gì đã xảy ra? Việt Nam cỡ này ăn tôm hùm mặt gấu. Một mặt thì bắt tay với Ấn Độ để khai thác tài nguyên. Một mặt khác là bây giờ có ý định xích gần lại với Phi khi Phi đang tranh chấp với Trung Quốc. Chuyện lạ quá. Chuyện nó bắt đầu, nó Nguyên thấy nó hơi lạ lạ. Nó có cái gì đó, nó không được bình thường cho lắm. Cái chuyện đó Nguyên không đoán ra được. Nhưng mà cái chuyện mà bác Tô Lâm làm tổng bí thư thay thế vị trí của bác Trọng mà được công bố ngày hôm nay thì Nguyên đã biết trước từ lâu. Trời ơi, Nguyên biết trước từ cả mấy năm về trước. Wow, làm sao Nguyên biết được? Tin đồn từ những tờ báo bao que. Nguyên dùng cái câu này là cho Nguyên nói như vậy bởi vì có nhiều anh chị em Red Bull ở Việt Nam thì hay dùng cái chữ bao que. Nguyên nói cho vui thôi nha. Mấy bác đừng có giận, có nhiều bác nữa. Sao con nói kỳ vậy Nguyên? Con đứng bên phe ta mà con nói bao que vậy Nguyên? Thì người ta nói như vậy thì mình cứ chấp nhận vậy đi, không sao đó. Ai thích nói sao người ta nói. Mình có hay không mình biết chứ, mình lo gì chuyện đó. Thì cái điều như thế này các quý vị, từ đó tới giờ Nguyên không có hiểu nổi. Nguyên nhiều khi Nguyên cần một sự phân tích, cần một cái ai nó có cái trí tuệ cao siêu để giải thích cho Nguyên hiểu. Cái vấn đề nội bộ của ông bà bên Việt Nam đó là cái vấn đề bí mật quốc gia, an ninh quốc gia. Và họ nói chuyện trong cái phòng bí mật của họ, không thể tiết lộ ra bên ngoài. Nhưng mà chuyện gì ở nước ngoài nó cũng biết hết, nó biết trước nữa. Mà mỗi lần nó biết trước, nó nói đó, nó đưa tin ra trước nhiều khi cả 6 tháng, 3 tháng, 1 tháng tùy theo cái bản tin. Thì người ta nói, ôi, tụi ba que, bịa đặt, thông tin không đúng sự thật. Đó. Nhưng cuối cùng đúng hết, đúng chính xác luôn. Đúng chính xác luôn. Có sai chỗ nào đâu. Vậy nó là phải là bản tin bịa đặt hay là bản tin xuyên thấu chính xác? Thì chúng ta thấy rõ được. Mà cái đặc biệt vui là cái gì không? Vui một cái là theo cái bỏ phiếu là 100% bỏ phiếu ủng hộ bác Tô Lâm trở thành tổng bí thư của nhiệm kỳ 13 này. 100% luôn. Không có một lá phản biện. Một lá cũng không có luôn. Wow, đoàn kết ghê ta. Việt Nam mình thấy có cái sự đoàn kết nó hơi bị bất thường đó. Thì Nguyên nghĩ là trong cái bộ máy chính trị nó phải có một ai đó có những cái quan điểm nào đó, nó một cái sự trái chiều nào đó. Nó phải có cái một cái lá phiếu nào đó, nó phải có không đồng ý. Tôi nghĩ thôi để ông Thủ tướng Phạm Minh Chính lên tốt hơn.
hay, ui thôi thôi kêu ông Phúc ông quay trở lại đi, thí dụ như vậy. Thí dụ là như vậy, hay là cho người nghèo lên đấy. Đây là 100% luôn, 100% ủng hộ hết luôn. Wow, cái chuyện nó lạ cô chú và anh chị em, nó chuyện nhiều chuyện lạ Việt Nam mình lắm. Mà nói thật cái mình nói chuyện Việt Nam thì không biết nói chừng nào cho hết. Thì có nhiều đó, không dám hả? Đã cũng có lý, vì bác Tô Lâm là đại tá công an chức cao nhất, đại tá đó 4 sao luôn. Nguyên thấy cái huy chương ổng để mà này là 4 sao luôn đó. Thì nói chung chung là bác Tô Lâm năm nay cũng là 67 tuổi. 67 tuổi thì số bác thì cũng số bác hưởng. Bác mới vừa lên làm cái chức vụ chủ tịch nước không lâu mà bây giờ là bác hốt luôn cái chức vụ tổng bí thư. Thì Nguyên không biết là bác có bổ nhiệm ai làm chủ tịch nước hay không, hay là bác ngồi luôn luôn, bác ngồi luôn luôn, ngồi luôn luôn, dứt luôn 2 ghế luôn. Ai cho Nguyên hỏi một cái điều mà Nguyên đang thắc mắc, nếu mà mình ngồi 2 ghế như vậy đó là phải chăng là mình làm việc gấp đôi đúng không? Mình làm việc gấp đôi đúng không các quý vị? Vì mình ngồi 2 ghế là phải làm việc gấp đôi, vậy mình có lãnh lương gấp đôi không? Ở Nguyên hỏi cho biết, nhiều khi mấy ổng do lãnh lương gấp đôi thì sao Nguyên không biết. Hay là ông nói ngày xưa đại ca của tao bắt trọng cũng ngồi khá lâu mà bay, tao cũng phải lấy cái đó tao đi theo chứ, lấy cái đó tao làm gương chứ. Thấy thì trong một cái bối cảnh thì cho Nguyên nói như thế này nè, đối với Nguyên đó, thì bác nào lên nó cũng không có thay đổi gì mấy đâu trong cái bộ máy chính trị, vì bác nào lên thì nó cũng vậy thôi. Vì đối với Nguyên đó là muốn thay đổi đất nước, nó không phải thay đổi nhân lực mà nó phải thay đổi cả luôn cái hệ thống. Mà chứ bây giờ ai lên đối với Nguyên nó cũng chẳng có thay đổi quá nhiều sắc màu gì cả. Chỉ có điều là nói đi nói lại có một điều mà Nguyên phải nói là nó có cái gì đó lạ trong vấn đề ngoại giao của Việt Nam, đặc biệt là từ lúc mà Bác Trọng ra đi rồi. Chúng ta đều biết là Bác Tô Lâm là người thay thế, thì có những cái việc lạ cho Nguyên nêu lên. Thứ nhất là Việt Nam công khai bản đồ chủ quyền của đất nước 200 hải lý cho thế giới, trong đó trình bày lên Liên Hiệp Quốc và đã có chia sẻ ra bản đồ cho những quốc gia lân cận trong có vùng tranh chấp, trong đó có Trung Quốc, có Philippines.